DOT của Polkadot vọt tăng hơn 20% sau khi đạt cột mốc quan trọng. Token DOT của giao thức Polkadot đã tham gia vào sự khởi sắc gần đây của thị trường sau khi vọt tăng hơn 20,2% lên $7.53, trước khi điều chỉnh nhẹ về $7.32 vào cuối ngày hôm qua, nhưng vẫn giữ mức tăng 7,7% trong ngày. Mặc dù đây không phải là đợt tăng giá lớn đầu tiên của DOT trong thời gian gần đây, nhưng token này dường như có rất ít hoặc không có kháng cự khi triển vọng giá hiện tại là mức lớn nhất mà nó ghi nhận kể từ tháng 2 năm nay. Với tốc độ hiện tại, DOT đã tăng hơn 33,5% trong tuần này sau khi phải trải qua một sự bế tắc lớn trong tháng. Việc giá của token này đang phục hồi thể hiện nỗ lực đầy tham vọng của Polkadot nhằm đẩy giá lên trên cột mốc $8. Nếu thành công, đây sẽ là mức cao nhất của DOT kể từ tháng 8 năm 2022. DOT cũng chứng kiến khối lượng giao dịch tăng hơn 167% lên $757.578.741, phản ánh sự tích cực của những người nắm giữ token trong mạng lưới. Ngoài ra, mối quan hệ hợp tác giữa Guild Protocol và Deloitte cũng đã góp phần vào sự tăng trưởng của Polkadot, đưa giao thức này trở thành một trong những blockchain được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Nam Phi đặt ra yêu cầu mới cho các công ty crypto. Các cơ quan quản lý tài chính của Nam Phi, gọi tắt là FSCA, được cho là đang yêu cầu các công ty tiền điện tử có trụ sở chính ở nước ngoài nhanh chóng thành lập văn phòng tại địa phương để đảm bảo sự giám sát phù hợp và trách nhiệm giải trình. Một nghiên cứu gần đây từ FSCA đã chỉ ra rằng khoảng 10% nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Nam Phi có trung tâm hoạt động ở nước ngoài. Điều này khiến việc giám sát ở Nam Phi đã trở nên không hiệu quả sau khi tiền điện tử được tuyên bố là sản phẩm tài chính vào năm ngoái. Nhằm giải quyết các vấn đề trên, FSCA muốn các công ty nhanh chóng thành lập văn phòng tại quốc gia này. Cơ quan quản lý mô tả tài sản tiền điện tử là một đại diện kỹ thuật số có giá trị không do ngân hàng trung ương phát hành nhưng có khả năng được giao dịch, chuyển nhượng hoặc lưu trữ điện tử bởi các cá nhân và pháp nhân nhằm mục đích thanh toán, đầu tư và các hoạt động khác. Do đó cần phải xây dựng và cải tiến hơn nữa khuôn khổ quy định hiện có để đảm bảo rằng nó phù hợp và giải quyết rủi ro cụ thể của tài sản tiền điện tử mà không cản trở sự đổi mới. Các nhà phát triển Ethereum vạch ra lộ trình hoàn thiện mạng cho năm 2024. Các nhà phát triển đứng sau mạng Ethereum đã vạch ra một kế hoạch toàn diện để phát triển mạng vào năm 2024 sau cuộc họp mới nhất vào ngày 8 tháng 12. Trọng tâm chính là ngừng sử dụng testnet Gopli với một fork được lên lịch vào đầu năm 2024. Động thái này là một phần trong chiến lược kích hoạt Dancool trên mạng Ethereum vào tháng 1, đánh dấu một tiến bộ đáng kể về khả năng công nghệ của mạng lưới. Theo đó, bản nâng cấp Dancool sẽ giới thiệu một khái niệm mới trong xử lý giao dịch được gọi là Block Carrying Transactions. Mục đích chính của các block này là tinh chỉnh cách Ethereum lưu trữ và truy xuất dữ liệu bằng cách giảm lượng dữ liệu phải được lưu trữ vô thời hạn trên blockchain Ethereum. Do đó, chi phí giao dịch liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu dự kiến sẽ giảm, làm cho các giao dịch tổng thể trở nên tiết kiệm hơn. Một sự phát triển đáng chú ý khác là việc giới thiệu một đề xuất mới nhằm nâng cao sức mạnh của các máy khách layer thực thi. Trong thời gian tới, cộng đồng Ethereum đang chuẩn bị nâng cấp mạng Praha Electra. Trong số các đề xuất cho bản nâng cấp này có EIP-6110, đề xuất một phương pháp mới để cung cấp tiền gửi cho trình xác thực on-chain, thay thế hệ thống cầu nối ETH1 cũ hơn. Việt Nam lọt top 3 toàn cầu về số lượng người sở hữu tiền điện tử. Một báo cáo gần đây từ CryptoCrunch App đã tiết lộ rằng Việt Nam hiện đã leo lên top 3 trong số các quốc gia có lượng người nắm giữ tiền điện tử cao nhất trên thế giới. Theo đó, Ấn Độ giữ vị trí đầu bảng với 157,6 triệu người sở hữu tiền điện tử. Điều này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới các giải pháp tài chính kỹ thuật số tại Ấn Độ, bất chấp các chính sách thuế được cho là khá hà khắc của nước này. Trong khi đó, Mỹ đứng thứ hai với 44,3 triệu người nắm giữ tiền điện tử, góp phần đẩy mạnh đổi mới công nghệ và tài chính nước này. Đáng chú ý, Việt Nam đã vươn lên giữ vị trí thứ ba khi có đến 25,9 triệu người sở hữu tiền điện tử. Báo cáo nhấn mạnh rằng kết quả này báo hiệu khả năng chấp nhận nhanh chóng của Việt Nam trong công cuộc số hóa tài chính, đồng thời cũng phù hợp với tốc độ tăng trưởng và mức độ chấp nhận đổi mới công nghệ tại khu vực. Mặc dù, Trung Quốc đã tung ra nhiều biện pháp trấn áp tiền điện tử, thậm chí là ban hành lệnh cấm giao dịch loại tài sản này, song nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn xếp thứ tư với 19,9 triệu người sở hữu tiền điện tử. Khối lượng giao dịch NFT chạm mốc $1 tỷ trong tháng 11. Một báo cáo từ Dapp Prada đã chỉ ra rằng thị trường NFT đã chứng kiến sự khởi sắc khi ghi nhận khối lượng giao dịch gần $1 tỷ trong tháng 11. Báo cáo nhấn mạnh rằng lĩnh vực NFT đã duy trì đà tăng trong tháng thứ hai liên tiếp. Khối lượng giao dịch đã tăng 125% trong tháng 11, cho thấy sự thay đổi trong hành vi của người dùng sau nhiều đợt suy thoái trước đó.
Một báo cáo khác từ Nansen cũng cho thấy khối lượng bán NFT ghi nhận mức tăng hàng tuần liên tục trong tháng 10. Doanh số bán NFT tăng từ 56 triệu đô la vào ngày 9 tháng 10 lên 129 triệu đô la vào ngày 5 tháng 11. Ngoài sự gia tăng về khối lượng giao dịch, giá trị trung bình của các giao dịch NFT cũng tăng 114% từ 126 đô la lên 270 đô la trong tháng 11. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipthoolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.